Xin như mến chào quý khán thính giả và sau đây xin mời quý vị đến với 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã diễn ra ở khu vực bờ hồ Hà Nội hôm 2 tháng 6 nhưng đã nhanh chóng bị giải tán và bị trấn áp bắt đem về trại phục hồi nhân phẩm. Tin cho hay, đoàn biểu tình đã đi chung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, dương cao các biểu ngữ và hô những khẩu hiệu phản đối những hành động gây hấn mà chính phủ Trung Quốc thường gây nên. Nhiều người đã bị côn đồ đánh đập dã man như vụ anh Nguyễn Văn Phương, anh Nguyễn Chí Đức. Trong số những người bị bắt giữ có cả hai nhà báo làm việc cho hãng thông tấn AFP. Một điểm đáng nói là những người bị bắt vẫn dương biểu ngữ, hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Điểm khác biệt của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần này, số người tham dự đông hơn những lần trước, người trẻ và trung niên nhiều hơn, phụ nữ cũng tăng và nhiều người ngạc nhiên vì có cả trẻ em 5 tuổi được mẹ bồng đi biểu tình cũng bị bắt đưa vào trại Lộc Hà với mẹ. Và khi bị đàn áp mạnh mẽ, người biểu tình đã sáng tạo ra một loại biểu tình mới, đó là biểu tình nằm. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, một cuộc hội thảo mang chủ đề kiềm chế căng thẳng Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tổ chức vào 2 ngày 5 và 6 tháng 6 đã thu hút hơn 200 khách mời và diễn giả. Thành phần diễn giả gồm nhiều học giả, giáo sư, ngoại giao, giới quân sự đến từ các quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông. Mục đích buổi hội thảo là tìm hiểu các nguyên nhân gây nên tình trạng căng thẳng, giải pháp kiềm chế căng thẳng và cách đề nghị hợp tác để cùng khai thác tại Biển Đông. Rất nhiều các diễn giả có kinh nghiệm về Biển Đông có bài tham luận tập trung về những vấn đề cốt yếu mà nhiều nước quan tâm, đặc biệt tính chất luật pháp được chú ý và thảo luận rất nhiều trong cuộc hội thảo này. Thưa quý vị, hàng chục ngàn cư dân Hồng Kông bất chấp mưa như thác đổ tới tham dự một buổi đốt nến kỷ niệm năm thứ 24 ngày chính phủ Bắc Kinh đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Những người tụ tập tại công viên này đã hô khẩu hiệu kêu gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc làm sáng tỏ phong trào biểu tình năm 1989 ở quảng trường chính của Bắc Kinh khi các xe tăng đã đè bẹp cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo giết chết hàng trăm và có lẽ hàng ngàn người. Chính phủ Trung Quốc coi cuộc biểu tình này là một cuộc nổi loạn phản cách mạng và hàng năm ngăn chặn toan tính của những người hoạt động đòi dân chủ để tưởng nhớ những người đã bị giết này. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hôm 3 tháng 6 bùng phát tại một nhà máy chế biến gia cầm ở miền đông Bắc Trung Quốc, làm ít nhất 112 người thiệt mạng, hàng chục người đã phải nhập viện. Theo những người sống sót, khoảng 300 công nhân ở trong nhà máy khi vụ tai nạn xảy ra, họ cũng nghe thấy tiếng nổ đột ngột và nhìn thấy khói đen bốc ra. Khoảng 100 người đã kịp thoát khỏi nhà máy, vốn bị khóa cửa lúc đám cháy bùng phát. AFP dẫn lời quan chức địa phương cho biết một trong số những người đứng đầu nhà máy đã bị giam giữ. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là do sự rò rỉ hóa chất. Đây được xem là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong tuần qua tại Hà Nội khiến một người chết và hơn chục người bị thương. Chiều 1 tháng 6, một kho hàng chứa phụ tùng ô tô và nhiều hàng hóa trên phố Lãng Yên bốc cháy. Mãi hơn 2 giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tất cả phụ tùng trong nhà kho bị thiêu rụi. Chiều 3 tháng 6, xe tiếp xăng đối diện Bệnh viện 108 Hà Nội bốc cháy. Hàng trăm cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy được huy động đến. Phải mất hơn 5 giờ, đám cháy mới được khống chế. Thiệt hại ước tính 4 tỷ đồng. 12 lính cứu hỏa và 3 người dân đã bị bỏng trong vụ hỏa hoạn. Rạng sáng 5 tháng 6, vụ hỏa hoạn làm cụ bà 80 tuổi tử vong vì trong nhà thắp nhang. Và cũng cùng ngày, tại khu vực để xe của người dân khu tập thể Bộ Giáo dục, gần 100 chiếc xe máy đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Theo Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội, gần đây liên tiếp xảy ra những vụ cháy là do Hà Nội bắt đầu vào mùa hè, cộng với việc người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nổ. Thưa quý vị, đợt mưa kỷ lục kéo dài từ ngày 30 tháng 5 đã khiến nhiều thành phố lớn ở Trung Âu rơi vào cảnh ngập lụt. Tin cho biết một phần khu phố cổ ở miền nam nước Đức ngập trong nước lũ. Người dân tại nhiều khu vực thuộc Trung Âu phải sơ tán trong khi nước các con sông tràn bờ. Chính quyền đã huy động binh sĩ để dựng những bức tường kim loại nhằm ngăn nước lũ tràn vào thành phố. Nhiều đường bộ và đường sắt đã bị phong tỏa. Toàn bộ trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cũng đã bị đóng cửa. Chính phủ Séc ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 vùng ở phía Tây và thủ đô Prague. Hoạt động sơ tán để tránh lũ cũng đã diễn ra tại Áo và Thụy Sĩ. Chính quyền các nước đã huy động hàng trăm ngàn lính cứu hỏa và binh sĩ cùng nhân viên y tế đến vùng bị ảnh hưởng, nhất là các khu vực đang bị cô lập hoàn toàn. Đã có ít nhất 12 người chết và trận lụt được đánh giá là lớn nhất trong một thế kỷ vừa qua. Và cuối cùng thưa quý vị, hôm mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Tại Việt Nam đã có nhiều sinh hoạt dành cho các em, cũng là để đánh dấu bắt đầu kỳ nghỉ hè. Hội Y tế Cộng đồng đã phối hợp với các ngành và các bệnh viện tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em. Với các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, đồng thời lồng ghép việc tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các em. Với các kỹ năng từ phòng chống bệnh nguy hiểm đến dinh dưỡng đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
trẻ em cũng được khám cấp thuốc miễn phí cho các loại bệnh thông thường và được phát quà cùng nhiều trò chơi dân gian khác. Trong khi đó, tại Bắc Hàn đã có hàng nghìn trẻ em Triều Tiên đã chào mừng ngày thiếu nhi bằng cách tham gia lễ duyệt binh giả và nhiều hoạt động khác. Theo tin từ Telegraph cho biết, nhiều thiếu nhi mặc quân phục và bước như quân nhân, một số em ngồi trên những chiếc xe đồ chơi có hình dạng giống như xe quân sự. Ngoài duyệt binh giả, các em thiếu nhi còn tham gia nhiều trò chơi truyền thống của Triều Tiên. Vừa rồi là 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến cuối chương trình. Mong quý vị trở lại vào tuần sau cũng vào giờ này. Cầu chúc một tuần lễ bình an. Bến chào tạm biệt.